Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Tùng. Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời, họ Nguyễn tôi trong lòng luôn hoan hỉ một ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch mà có rất nhiều niềm vui với họ Nguyễn, à, gieo những hạt thiện lành và hôm nay họ Nguyễn được những quả thiện lành như thế này, à, cuộc sống thật là vui vẻ hoan hỉ, không ai làm cho chúng ta buồn được. Trong lòng chúng ta luôn hướng thiện, làm lành và lành thay lành thay được những quả báo thật là phước báo như thế này họ nguyễn xin kể câu chuyện thứ hai mươi hai một câu chuyện mà trong cuộc sống thường nhật rất nhiều người vướng phải đó là câu chuyện là uh, giấu đi những cái gì uh, và mình cho nghĩ là mình giấu được nhưng đến si khi sự sự vật phanh phui rồi thì nó sẽ làm cho con người chúng ta phải hổ thẹn về những việc đó không có cái gì là giấu mãi được ta sống với tâm chân thành và lương thiện và sự thật là luôn rõ ràng đoạn ác tu thiện đó là việc họ nguyễn À, tôi đang đi chân đường giáo lý Phật Pháp của Phật Học. Đó là thật sự tu, thật sự hạnh. Kính Phật, Kính Pháp, Hoàng Tương, à, Hoàng Dương, Giáo Pháp là những việc mà chúng ta nên làm. Học Nguyễn xin kể câu chuyện thứ 22. Mời quý vị các bạn lắng nghe. Người chồng trộm gạo. Rất lâu về trước, có một anh chàng ngốc nghếch bần cùng khốn khổ. Lần nọ anh cùng với vợ đi về thăm nhạc phụ sau khi thăm hỏi cha mẹ xong anh cùng vợ ra nhà sau phụ giúp công việc vợ anh thấy người nhà đang giã gạo liền vào giã phụ với họ anh nhìn thấy những hạt gạo trắng tựa như bông nghĩ bụng đã lâu mình chưa được nếm mùi vị của gạo anh liền vốc lên bụng gạo lớn bỏ vào miệng không ngờ người vợ thấy chồng đến muốn nói chuyện cho vui nhưng trong miệng đầy gạo làm sao trả lời lại sợ vợ biết mình ăn trộm thế là anh cũng không chịu nhả gạo ra xấu hổ quá anh ngậm cứng và dùng tay che miệng lại dù hỏi thế nào cũng chỉ lắc đầu hoặc gật đầu mà thôi người vợ thấy hôm nay chồng mình kỳ lạ thế nào ấy sao không nói chuyện hỏi cũng không trả lời sự im lặng rất kỳ quái khó hiểu chỉ lo sợ tính tự ái thái quá của chồng đã đần mà thường hay sĩ diện ai nói nặng một chút cục tự ái liền nổi lên to như núi chị kéo chồng lại nhìn kỹ lại kéo tay anh ta ra khỏi miệng. Chị thấy miệng của chồng mình sưng to, vội đi nói với cha. Thưa cha, chồng con vừa về đến nhà, không hiểu sao đột nhiên miệng sưng to, không thể mở miệng ra được. Nhạc phụ anh nghe kể thế, liền cho người đi mời thầy thuốc tới khám. Thầy thuốc khám đi khám lại một lúc rồi chuẩn đán bệnh này nặng lắm, phải mổ mới có thể trị lành. Nói xong, thầy thuốc lấy dao và dụng cụ ra sửa soạn phẫu thuật. Đợi đến khi má của anh bị mổ toang, gạo trong miệng đổ ra ngoài, bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ. Qua câu chuyện này, Đức Phật muốn dạy chúng ta, trên đời này ít ai không có lỗi giả sử không có những hành vi đáng lên án thì cũng có những lỗi nho nhỏ nhưng đã phạm lỗi cần phải dám thẳng thắn nhìn nhận để làm mới lại nếu sau khi phạm giới luật làm những việc trái với lương tâm mà cứ che giấu không chịu nói ra không dám nhận để sám hối thế thì tội kết ngày một nặng thêm tự mình đẩy mình vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ xúc sanh thật khó cứu chữa nên biết rằng dù là chuyện gì một khi đã làm nhất định sẽ có người biết dù việc làm đó bí mật tới đâu người xưa nói muốn làm người khác không biết trừ khi mình không làm chúng ta dạy gì Sợ chút xấu hổ mà làm trò cười cho thiên hạ và đặc biệt tự đưa mình vào bị thế đưa cổ vào gông trích kinh bách dụ quyển họa qua câu chuyện này họ nguyễn được mở mang thêm những kiến thức thâm sâu và những lời dạy của phật thật là uyên bác trong cuộc sống thường nhật hàng ngày ai trong chúng ta là con người phàm tục tôi cũng như các bạn đều có những lỗi lầm khi ta biết dám đón nhận và mở lòng đón nhận những điều sai trái và dám đối mặt với sự thật thì không ai là người không thể tha thứ cho mình được. Tội lỗi dù to đến đâu, nếu ta có khả năng và trách nhiệm chịu vào, nhận vào những công việc đó, vào những cái tội đó thì thật sự à, mọi thứ chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng và vơi biết đi nỗi ưu phiền trong lòng rất nhiều. À, trong câu chuyện này à, chàng ngốc vì cái lòng tự ái và à, sự tham lam à, xe giấu lại những cái việc mình đã làm sợ mọi người không biết rồi cuối cùng mọi việc cũng vỡ lẽ và cái cục tự ái của anh chàng này đã đần lại thường hay sĩ diện à, câu ở đây thể hiện nói à, mọi người trong chúng ta à, có suy nghĩ có trí tuệ và có tuệ giác mọi việc trong cuộc sống đều có cách và hướng giải quyết chúng ta hãy đem và tìm và tìm hiểu nhờ những người có tri thức và những bậc chân tu để giúp cho ta hiểu được sự việc tốt hơn à, che giấu à, để rồi phải như anh chàng ngốc trong câu chuyện này phải mổ toạc cả da à, miệng ra thì mới nhìn thấy những hạt gạo rơi ra thật đau lòng và xót thương tự hại mình và hại chính bản thân mình và làm cho những người xung quanh bị tổn thương qua câu chuyện này thì à, chúng ta hãy sống thành thật chân thật với nhau gốc rễ của mọi đạo giáo hãy là những con người sống bình đẳng tâm bình đẳng và tránh niệm quán chiếu quán tưởng lại bản thân mình và quán chiếu lại những việc thường ngày hàng ngày chúng ta đã làm và ta quán tưởng ra việc làm đó sẽ gây lại những hậu quả như thế nào và ta sẽ bị ảnh hưởng như thế nào ta gieo nhân lành sẽ gặp hạn thiên lành nếu như trong câu chuyện này ta gieo cái hạt nói dối và không dám đối đầu ta bị tổn thương và tổn hao về thể xác lẫn tinh thần và mọi người cũng vỡ lẽ và cảm thấy đây làm trò cười cho thiên hạ câu chuyện này mặc dù rất ngắn rất đơn giản như xâm thúy vô cùng họ nguyễn tôi ngồi đây chia sẻ với các bạn là một người là một Phật tử rất tin vào nhân quả, tin vào đoạn ác tu thiện, hành hoàng dương giáo pháp là những việc uh, trong đời sống, cuộc sống hiện nay chúng ta. Họ Nguyễn được nghe pháp thoại, được học hỏi được rất nhiều vị chân tu, mong muốn vọng cầu làm những điều thiện lành và trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp những điều thiện lành mà thôi. Uh, nhân quả à, uh, có chăng không phải là có thể hiện ngay trong đời này nhiều người bảo tôi đi làm thiện rất nhiều tôi tụng kinh niệm phật tôi hành trì thiện mà tôi vẫn không được những quả thiện lành à, xin thưa với các bạn theo lý của họ nguyễn họ nguyễn hiểu và biết được à, ta gieo à, một hạt thiện lành đó trong kiếp này à, chỉ như là một giọt nước trên sa mạc so với những tội nghiệp ta đã gieo ở kiếp trước thì có thấm vào đâu nếu như giọt nước nhỏ trên sa mạc ta hãy cứ làm, làm đi, luân hồi rõ ràng và sau sáu nẻo, ta sang ở kiếp sau thì có thì cả quả mới nở rộ ở kiếp sau. Đó là những cái điều mà họ Nguyễn muốn chia sẻ. Có những cái rất đơn giản, ta gieo thiện lành ta gặp trong kiếp này, trong đời này hoặc có thể đời sau hoặc là hậu thế, con cái ta sẽ được hưởng phước. À, tôi à, qua một vị sư phụ đã giảng dạy cho Hồng Nguyễn Con à, Được à, sáng tâm trí và nay chia sẻ với các bạn Có những người bố mẹ xây trường Làm những việc hành thiện Đó là in sách tạo thư viện và tạo môi trường học tập tốt cho uh, các học sinh uh, mọi lứa tuổi uh, và những người đó làm uh, thì uh, đời đó, đời của họ chưa chắc đã hưởng được những quả báo ngay uh, nhưng sẽ được nhân quả là sẽ gặp được quả gặt hái cho đời sau khi họ làm những việc gieo đi trí tuệ và hạt nhân trí tuệ thì đến đời con của họ sẽ được trí tuệ cháu của họ sẽ được trí tuệ đó là trong tuệ xác và trong ý nghĩ không phải việc ta làm ngày hôm nay để mong cầu để đánh đổi để có sự đòi hỏi mặc cả là ta làm được mà tại sao lại không được như vậy. Phật trong 49 năm giảng pháp cứu dân độ thế trong khi Phật còn đại thế một nỗi niềm à, và những câu mà Phật dạy qua nhiều kinh sách họ Nguyễn à, với à, tầm nhận thức còn rất ngắn và hạn hẹp như thế này thì không thể hiểu biết được kinh sách của ngài rộng lớn bao nhiêu và bao nhiêu kinh mới là đủ à, trong cuộc sống và trong cuộc đời và họ Nguyễn đã hiểu à, khi à, Phật dạy và 49 năm giảng pháp à, Phật mới nói một chữ ta luôn nói về một điều đó là sự khổ và phương pháp để giải thoát sự khổ đó là giải thoát họ nguyễn tôi rất tôn trọng theo phương pháp đi của mọi người và mong muốn của họ nguyễn tôi là về tịnh độ là tụng kinh là chỉ chú là giữ pháp giới một cư sĩ tại gia của chúng ta từ thân khẩu ý từ mọi việc làm mọi hành động cũng giữ trong từ ý niệm từ trong tâm tưởng hành thức trong quán tưởng chúng ta hãy làm hành thiện và tu nhân tích đức để cho phước dày, phước báo chứ không có phước ta hưởng tận thì còn đâu để mà dùng. À, mọi việc à, cuộc sống trong đời thường đều là vô thường. Ta cho là vô thường nhưng nếu không có vô minh, không có trí tuệ thì có nghĩa ta làm gì có hiểu biết trong cuộc sống vô minh này và ta phải học tập sau rồi kiến thức. Họ Nguyễn hôm nay chia sẻ với các bạn có điều gì còn chưa đúng mong các bạn comment ở bên dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn. Họ Nguyễn tôi mở lòng đón nhận cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe